Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chương trình. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin chi tiết. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén dạnh áp thấp, rạng sáng nay tại tỉnh Yên Bái đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Mưa to kèm theo lốc xoáy làm sập đổ và tốc mái nhà ở của người dân tại huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái. Đã có 253 nhà ở bị tốc mái hư hỏng, gồm thành phố Yên Bái 150 nhà, huyện Trấn Yên 59 nhà, huyện Văn Chấn 59 nhà, huyện Yên Bình 1 nhà. Tổng diện tích nông lâm nghiệp bị thiệt hại là 683,85 ha, trong đó diện tích lúa bị thiệt hại 239,2 ha. Riêng huyện Trấn Yên là 154,2 ha, thành phố Yên Bái là 85 ha, diện tích ngô bị thiệt hại là 309,05 ha. Riêng huyện Trấn Yên là 202,4 ha, thành phố Yên Bái là 101 ha, Văn Yên là 5 ha, Yên Bình là 0,65 ha. Diện tích rau màu bị thiệt hại 12 ha, riêng Trấn Yên là 8 ha, thành phố Yên Bái là 4 ha. Mưa dông kèm gió mạnh khiến 63,6 ha cây lâm nghiệp bị gãy, đổ ở huyện Trấn Yên. Thiên tai làm 21 cột điện bị đổ, riêng thành phố Yên Bái 15 cột, huyện Trấn Yên 4 cột, huyện Văn Chấn 2 cột. Cây đổ làm đứt đường dây điện 0,4 kV tại thôn 5 xã Hòa Khuông, huyện Trấn Yên, gây mất liên lạc cục bộ một số địa phương. Tại thành phố Yên Bái có 125 cây xanh bị đổ gãy, 18 khu vực bị ngập úng cục bộ do mưa lớn tập trung tại các phường Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Phúc, Đồng Tâm. Một lượng lớn bùn đất trên các triền đồi tràn về gây ách tắc giao thông tạm thời một số tuyến đường, ước thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện đã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục thiệt hại nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. Các trạm y tế phân công cán bộ ứng trực bảo đảm sơ cấp cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra. Huy động các lực lượng xung kích, dân quân, đoàn thanh niên, các đoàn thể giúp đỡ các gia đình cá nhân khắc phục bị thiệt hại, đồng thời cắt dọn các cây xanh bị đổ trên địa bàn. Phối hợp ngành điện lực khẩn trương khắc phục và bảo đảm an toàn về điện trên địa bàn. Tại Mường Khương, chiều qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Khương, Lào Cai cho biết, mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh đã làm hư hại 19 nhà ở và hoa màu của người dân ở địa phương. Đêm qua, tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh đã làm hư hại 19 nhà ở của người dân, trong đó có 5 ngôi nhà bị thiệt hại 30-70%. Trong đó, thị trấn Mường Khương 3 hộ, xã Thanh Bình 1 hộ, xã Lùng Khấu Nhin 1 hộ, còn 14 ngôi nhà khác tại các địa phương nói trên bị thiệt hại dưới 30%. Ngoài ra, dông lốc làm gãy đổ, gây thiệt hại là 5,6 ha ngô tại xã Thanh Bình và Tung Trung Phố, gãy đổ nhiều cây xanh tại thị trấn Mường Khương, xã Thanh Bình và xã Pha Long. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Mường Khương phối hợp với chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng, huy động lực lượng tại chỗ thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và sản xuất. Tại Đồng Nai, mưa dông và lốc xoáy gây nhiều thiệt hại. Ngày hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với chính quyền một số địa phương khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại để sớm hỗ trợ người dân bị do lốc xoáy gây ra. Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều ngày hôm qua, một cơn mưa dông kèm theo lốc xoáy xảy ra tại khu vực lòng hồ Trị An, địa bàn ấp 5 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, khiến nhiều bè nuôi cá của người dân bị tốc mái, chìm xuống hồ. Điều này khiến cá nuôi trong bè bị trôi, gây thiệt hại lớn cho người dân. Đơn cử như toàn bộ bè nuôi cá của anh Đặng Quốc Tị bị trôi xuống sông do trận lốc xoáy gây ra, hậu quả khoảng 1,2 tấn cá lóc bông đang chuẩn bị thu hoạch bị cuốn trôi. Tương tự, hộ anh Nguyễn Văn An bị chìm bè khiến hơn 700 kg cá lóc bông bị trôi hoàn toàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn Trần Thị Mỹ Phúc cho biết, qua thống kê sơ bộ, trận mưa kèm lốc xoáy đã làm 5 hộ nuôi cá bè trên sông La Ngà bị tốc mái, gây thiệt hại từ 50-100% bè cá. Sau khi xảy ra trận lốc xoáy, nhiều hộ dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân và thống kê thiệt hại. Cùng thời điểm trên, trận mưa dông kèm lốc xoáy đã khiến nhiều nhà bị tốc mái tôn, trụ điện gãy đổ do cây lớn bị gió quật gãy tại địa bàn một số xã của huyện Tràng Bom và huyện Thống Nhất.
Hiện cùng với khắc phục hậu quả, chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Tại Điện Biên, mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng. Chiều muộn hôm nay trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra trận mưa đá, dông lốc lớn. Tính đến 21 giờ tối, cơ quan chức năng chưa thống kê đầy đủ thiệt hại. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều khu dân cư đã bị thiệt hại rất nghiêm trọng. Tại Nghệ An, Tuyên Quang, lốc xoáy và mưa dông gây nhiều thiệt hại. Lốc xoáy, gió giật mạnh đã làm hai người ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị thương. Nhiều nhà dân tại Nghệ An và Tuyên Quang bị hư hỏng và tốc mái. Hoa màu và người dân bị ảnh hưởng. Chiều nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết lốc xoáy, gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh vào ngày hôm qua đã làm hai người ở huyện Quế Phong bị thương. Lốc xoáy, gió giật mạnh còn làm sập hoàn toàn 5 nhà dân ở tại huyện Quỳ Châu và Quế Phong, 160 nhà dân ở các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn bị hư hỏng và tốc mái, làm ảnh hưởng 168,45 ha lúa, 3 cột điện ở huyện Quỳ Châu bị gãy, cháy một trạm biến áp ở huyện Quỳ Hợp, 3 trường học ở huyện Quỳ Châu, Quế Phong bị tốc mái. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện khẩn trương huy động lực lượng trên địa bàn giúp đỡ nhân dân khắc phục kịp thời hậu quả do lốc và gió mạnh gây ra, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời tiếp tục kiểm tra rà soát thiệt hại, tổng hợp báo cáo. Tại Nghệ An, hiện đang là mùa hè, nhiều bất thường của thời tiết có thể xảy ra, phổ biến là nắng nóng và dông lốc. Chính quyền các địa phương trong tỉnh đã cảnh báo về việc có thể xảy ra hiện tượng bất thường của thời tiết để người dân các cơ quan biết, phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người, tài sản. Cùng ngày, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa to kèm dông lốc trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại cho người dân. Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa to kèm dông lốc đã làm cho 88 ngôi nhà của các hộ dân ở hai huyện Lâm Bình và Sơn Dương bị tốc mái, hơn 30 ha lúa, ngô, rau màu bị ảnh hưởng, 3,7 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ, nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị sạt lở, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, Ủy ban Nhân dân các huyện có thiệt hại đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, thu dọn tài sản, lợp lại nhà cho các hộ bị thiệt hại, khẩn trương khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở. Đồng thời, phân công cán bộ chuyên môn tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó và hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản và tính mạng của người dân. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh dự báo tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông hết ngày hôm nay, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm một đợt. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hồ đập, khu vực thấp, trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, đồng thời kiểm tra, rà soát và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình giao thông, thủy lợi, chủ động các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!